Ai vậy? Là cô? Sao cô theo tôi? Đúng địa chỉ này mà. Thật ra cô muốn tìm ai đây? Trần Yến Lan có quan hệ gì với anh? Bà ấy là dì của tôi. Chị rút cuộc anh là cái gì của Trần Yến Lan? Bà là dì tôi là cháu của bà ấy. Còn cô là ai mới được chứ? Tôi là con gái của Trần Yến Lan. Cô có nói lộn hay không vậy? Nói lại lần nữa coi. Tôi nói tôi là con gái của Trần Yến Lan. Tôi tên là Văn Tịnh. Trần Yến Lan đâu? Ê, Trần Yến Lan, nói lung tung nha. Dì tôi đâu có đứa con nào lớn như vậy. Anh đừng có cản đường tôi mà. Trần Yến Lan, đây là nhà của tôi mà. Nè, ra ngoài. Ai la lối vậy? Ai khiến tôi vậy chứ? Cô ấy rồi gặp gì đó. Bà chính là Trần Yến Lan hả? Đúng vậy. Bà chính là mẹ tôi. Ê, nhóc con. Cô bé à, cô mới nói gì vậy? Tại sao tôi là mẹ cô được chứ? Con nghe thấy chưa? Đừng có ở đây nhận họ hàng lung tung nữa. Ra ngoài. Ê, nè. Nè, tờ này là giấy khai sinh của tôi đó. Cột ghi tên mẹ rõ ràng có viết ba chữ Trần Yến Lan to đùng nè. Ê, tờ giấy khai sinh cũ rích này không biết là thật hay giả nữa. Khoan đã, tôi cảnh cáo em trước, hành vi làm giả giấy tờ như vậy là phạm pháp đó. Bởi vì mới nói nè, dám cầm tờ giấy cũ rích này tới nhận họ hàng lung tung á. Ra ngoài. Hồi xưa bà bỏ chồng bỏ con, bây giờ con gái tới bà cũng không nhìn nhận. Vô tình vô nghĩa, không có tính người. Bà không thừa nhận phải không? Nè, rốt cuộc bà có nhớ ba nốt ruồi này không hả? Ba nốt ruồi gì chứ? Vẫn chơi kiểu gì vậy? Văn Tịnh à, ba nốt ruồi của Văn Tịnh. Không có lý nào. Văn Tịnh. Nè, bà đừng có bỏ chạy nha. Nè, đứng lại. Văn Tịnh. Nè, mở cửa ra đi. Mở cửa ra. Nè, mẹ, mở cửa ra đi. Tôi năn nỉ cô mà. Nè. Tôi xin cô đó, đừng có kêu tôi là mẹ nữa. Mẹ không chịu mở cửa phải không? Nè. Không nói không. Cô muốn sao chứ? Bây giờ con tới để đòi nợ, mẹ không trốn nổi đâu. Cô tới đòi nợ cái gì? Nợ con cái đó. Mẹ nói đi, bao nhiêu năm qua mẹ có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ không? Không có đúng không? Cho nên bây giờ con tới đòi nợ. Vậy tôi phải trả nợ cho cô như thế nào chứ? Nè. Em đừng có làm bừa nha. Trong nhà này có hai người là cảnh sát đó. Có chuyện tôi kiện em tội tử ý với nhà người khác đó nha. Rốt cuộc muốn gì đây? Bây giờ chưa nghĩ ra. Ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ rồi, mệt rồi không nghĩ được gì hết á. Để ngủ một lát trước đã. Chừng nào dậy rồi trả lời sao? Có phòng ngủ không? Có không? Có chứ. Có. Có một căn phòng của em gái tôi ở ngay kế bên đây thôi. Tôi dẫn cô tới đó nha. Ngay kế bên thôi. Cô đi trước đi. Đi thong thả. Cẩn thận nha. Hồi đó dì tốt nghiệp xong chưa được bao lâu thì dì về làm vợ của ba Văn Tịnh rồi. Không bao lâu sau thì có Văn Tịnh. Mấy đứa cũng biết rồi đó. Dì là người rất hoạt bát, cũng rất là hiếu động nữa. Làm sao hai cha con của Văn Tịnh có thể cầm chân dì được chứ. Vậy là không bao lâu sau dì để lại lời nhắn rồi bỏ đi khỏi nhà. Hả? Dì bỏ nhà đi như vậy sao? Vậy hai cha con họ thế nào? Dì cũng biết làm như vậy là không phải. Nhưng hồi đó dì còn trẻ tuổi ham chơi mà. Trên đời này còn có quá chừng thứ dì chưa từng thử qua, chưa từng chơi qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Nếu như là con thì con cũng đâu có cam lòng ở suốt trong nhà làm bà nội trợ chứ. Nhưng dì không thấy vậy là bất công với hai cha con họ hay sao? Dì cũng hối hận lắm. Sau đó dì cũng có về tìm họ. Nhưng mà bà con hàng xóm nói cha con của họ đã đi khỏi Hồng Kông rồi. Dì cũng có nhờ thám tử tư điều tra tung tích của họ. Có điều là không tìm ra thôi. Không ngờ hôm nay tự nhiên lại... Chuyện này đúng là hơi phức tạp chút. Mặc dù con nhỏ đó rất ngang ngược, nhưng suy cho cùng thì nó cũng không có lỗi gì. Thực ra mẹ con mà đâu có thù dai được. Một đứa con gái sống ở nước ngoài suốt bao nhiêu năm trời, chắc chắn cảm thấy nhớ mẹ lắm. Nói thật lòng, con hoàn toàn hiểu cái cảm giác nhớ người thân là như thế nào. Dì Lan à, cái quan trọng nhất của một gia đình là cả nhà bình yên, ai cũng khỏe mạnh. Bây giờ cô ấy đã về đây rồi, dì nên trân trọng đứa con gái này mới phải. Con nói thì không có gì sai, nhưng mà bất thình lình xuất hiện một đứa con lớn tới như vậy, dì thật tình là không biết phải làm sao nữa. Thôi chết rồi. Hồi nãy nó nói về đây để đòi nợ đó. Con có biết nó sẽ làm gì với dì không? Bình tĩnh đã dì à. Nó đâu có ba đầu sáu tay. Chuyện gì cũng có hai cảnh sát là con với Bách Kiều ở đây mà. Dì đừng có lo quá. Nói cũng phải.
bị điên không vậy? Em dở trò gì đi? Luyện công đó, không nhìn thấy hả? Giờ mới 6 giờ mà. Ê, không phải em coi TV suốt đêm sao? Không thấy mệt hả? Trời ơi, những người luyện võ như chúng tôi, một ngày chỉ cần ngủ mấy tiếng đồng hồ thôi là đủ rồi. Huống hồ tôi sống với ba tôi mười mấy năm trời, ngày nào cũng luyện công vào giờ này hết mà. Nên biết, mỗi sáng luyện công thì không sợ ngã bệnh. Đã nói là khác múi giờ, 6 giờ sáng bên đó, khác 6 giờ sáng ở đây mà. Chỉnh lại đồng hồ sinh học có gì khó đâu chứ. Nhìn anh á, không có sức sống gì hết trơn à, luyện công chung đi. À, phải đi làm sớm mà tiểu thư, bây giờ tôi đi rửa mặt đây. Ê, chờ tôi với. Chắc là tâm thần. Dì làm gì đây vậy? Phải đó. Dì giặt đồ. Bình thường giờ này là lúc dì ngủ sai nhất mà. Đừng nói là dì đang làm tròn trách nhiệm của người mẹ đó nghe. Ai biểu dì mắc nợ nó mười mấy năm chứ. Coi ra con nhỏ đó tới đây đầu nổi thật rồi. Hồi nãy chắc là ổng tức lắm á. Chưa nãy chưa có tật nói nhiều. Đi thôi. Nè. Nè nè nè, đi đâu vậy? Thì về nhà. Về nhà thì phải đi bên kia đi xe mà. Đâu có đâu. Hồi nãy không phải mình đi từ đằng này tới sao? Em đó không nhớ đường gì hết à? Có nhớ chứ. Chỉ tại thỉnh thoảng nhớ lộn chút xíu thôi à. Bây giờ mấy giờ rồi? Chị đón xe với em. Thôi khỏi cần đi, chị phải đi làm cho kịp giờ mà. Em về một mình được rồi. Bên đó chứ gì? Nếu như đi lạc đường thì gọi điện cho chị nha. Được rồi, không sao đâu. Nè, đi mau lên đi. Ok. Đi làm đi. Em gái à, có chuyện gì mà em đứng đây khóc đường nghiệp vậy? Ba mẹ em đâu rồi? Trời ơi, đúng là nhát quá à. Có một chút đã khóc rồi, không có mẹ ở đây rồi sao? Chị là mẹ của nó hả? Bỏ con đứng đây một mình nguy hiểm lắm á. Mắc mớ gì tới cô chứ? Chuyện gì bà xã? Hả? Anh là ba của nó hả? Anh chị làm ba mẹ người ta kiểu gì vậy? Bỏ con đứng một mình rồi đi lung tung à? Chuyện này dính dáng gì tới cô chứ? Tôi mắc thì đi toilet à. Bà xã tôi đi mua vé số. Nè, hai chỗ này không dẫn nó đi theo được mà. Thì để nó đứng đây một lát có sao đâu. Vấn đề ở đây là cháu bé còn nhỏ quá, không thể tự bảo vệ mình được. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay, anh chị không thấy lương tâm cắn rứt sao? Ê, nó là con của tôi mà. Tôi thấy để nó đâu cũng được chứ, mắc mấy gì tới cô. Chị là mẹ kiểu gì kỳ vậy, sao vô trách nhiệm quá à. Nếu chị không phải đàn bà hả, tôi đánh gì rồi đó. Đúng là nhiều chuyện mà, có giỏi thế thì quýnh tôi nè. Tự anh kêu đó nha, đừng có hối hận đó. Ê. Sao là anh vậy? Ê, đánh để xác à. Được. Sao anh nói vậy chứ? Tôi đâu có mắt ở đằng sau đâu. Anh đâu có mặc cảnh phục, cũng không nói rõ mình là ai, nên không thể nói là tôi đánh cảnh sát được. Anh đừng có tưởng là tôi không biết pháp luật nha. Ê, hai tên đó giờ mất tiêu rồi. Cũng là anh hết đó, cản đường cản lối. Nếu không tôi để cho bài học được. Biết trước tôi để mặc em cho họ biết tay như vậy tôi đỡ khổ hơn nhiều rồi. Đồ tâm thần.